Chào các bạn, mình là Nguyên. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một con khảo sát rất là dễ làm. Con khảo sát này thì có tên là Minion. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, các bạn click vào và tiến hành tải app về chơi nhé. Đầu tiên thì các bạn vào App Store này, hoặc bạn nào dùng Android thì có thể vào hệ điều hành của mình và tiến hành tải. Ở đây thì mình tải về rồi, mình sẽ làm demo cho các bạn xem. Các bạn gõ từ Minion ra nhé. Minion Survey này chính là cái con khảo sát mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đã có hơn 2.000 lượt xếp hạng và rất là nhiều người chơi con khảo sát này rồi. Mình thì đã tải app Minion về rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào để review cho các bạn xem nhé. Mình chơi con này cũng được hơn 1 tháng rồi và hiện tại cũng đã đủ nguyên rút nhé. Đầu tiên thì các bạn cứ click vào cái link mình để dưới phần mô tả. Sau đó tiến hành đăng nhập vào app và tạo tài khoản. Các bạn chú ý là nhập cái mã giới thiệu mình để luôn ở phần mô tả nhé. Khi nhập cái mã này các bạn sẽ nhận được 500 điểm khi hoàn thành 7 khảo sát. Các bạn nhận được mình cũng nhận được điểm nhé. Còn các bạn không nhập thì cũng không nhận được gì đâu. Ok, thì mình sẽ thử thoát ra và thử tạo tài khoản cho các bạn xem có được hay không nhé. Sau khi các bạn tải cái Minion này về thì có hai cách để các bạn tạo tài khoản, một là đăng nhập bằng Facebook, hai là bằng email. Ở đây thì cái nick này mình chơi mình sử dụng email nhé. Bạn nào chưa có tài khoản thì tiến hành ấn vào tạo tài khoản này. Ở đây thì nó chú thích là mỗi cái điện thoại chỉ được dùng một nick thôi, các bạn chú ý điều này nhé. Ở đây thì mình sẽ lại đăng nhập vào cái nick kia của mình thôi. Các bạn cứ tiến hành đăng nhập bằng email hoặc bằng Facebook tùy nhé. Sau đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mail về tài khoản email. Các bạn tiến hành đăng nhập vào mail và click để kích hoạt tài khoản. Ok, đây thì mình đã có tài khoản rồi thì mình lại đăng nhập lại thôi. Các bạn chú ý là khi tạo tài khoản thì các bạn nhập cái mã giới thiệu của mình vào để nhận được 500 điểm nhé. Sau khi các bạn tạo xong thì đây là cái mục trang chính của nó này. Ở đây thì mình đã hoàn thành hết các khảo sát rồi. Con Minion này thì ngày nào nó cũng cho mình khảo sát nhé. Điểm của nó dao động từ 50 tới hơn 400 điểm cũng khá là cao. Bạn nào mà chăm chỉ làm con này và giới thiệu bạn bè chơi thì các bạn rất nhanh để có đủ min rút thôi. Ở đây thì mình đã đủ min rút rồi, tí mình sẽ tiến hành rút cho các bạn xem. Dưới này là phần câu đố cả chủ đề nóng nhé. Khảo sát của con này thì rất dễ là trả lời thôi. Mình sẽ thử click vào các cái phần này cho các bạn xem nhé. Với cái câu đố và chủ đề nóng này thì mỗi một câu trả lời đúng các bạn sẽ nhận được 5 điểm thôi nhé. Điểm thì ít nhưng mà các bạn trả lời rất là nhanh thôi, chỉ mất 1 đến 2 giây là xong một câu này rồi. Còn với khảo sát thì nó sẽ hiện ở trên mục dưới cái điểm này. Mỗi ngày thì sẽ có một câu khảo sát cho các bạn làm. Điểm dao động từ 50 tới 300 đến 400 điểm. Làm mỗi câu khảo sát đấy thì cũng rất là nhanh. Chỉ tầm khoảng 3 đến 4 phút thôi là các bạn đã làm xong một cái câu khảo sát đấy rồi. Khảo sát Minion thì làm rất là dễ nhé các bạn. Các bạn chú ý là khi làm khảo sát Minion thì nó cũng rất là hay có các câu hỏi để bẫy các bạn. Nếu các bạn trả lời sai quá nhiều lần thì các bạn sẽ bị khóa nick đấy. Mình giới thiệu cho một người bạn mình chơi rồi và họ trả lời sai tầm khoảng 3-4 lần gì đấy là bị khóa nick rồi. Chơi đến 6-7.000 điểm rồi bị khóa nick rất là tiếc luôn. Các bạn chú ý điều này nhé. Ok, thì cách đầu tiên là kiếm tiền với con này là các bạn làm khảo sát này. Cách thứ hai là các bạn giới thiệu người chơi nhé. Để giới thiệu người chơi thì các bạn click vào đây, vào cái biểu tượng hình người này. Sau đó các bạn click vào mục khác nhé. Ở đây này, các bạn chọn giới thiệu một người bạn. Đây nhé các bạn. Với mỗi một người bạn tham gia thì các bạn nhận được 800 điểm. Và người bạn giới thiệu sẽ nhận được 500 điểm khi nhập cái mã này. Ở đây mình đã giới thiệu được 4 người chơi rồi. Và hình như tối đa là nó cho phép mình giới thiệu 100 người thôi hay sao. Đó, các bạn copy cái mã này và mời bạn của các bạn chơi khi họ đăng ký tài khoản nhập cái mã này vào. Thì khi hoàn thành 7 khảo sát thì các bạn sẽ nhận được 800 điểm.
Nhưng mà thực tế hình như là chỉ được 500 điểm thôi nhá. Mình quay lại vào mục điểm thưởng cho các bạn xem. Đây nha các bạn, mỗi một người chơi giới thiệu thành công thì các bạn nhận được 500 điểm thôi. Nó ghi là 800 điểm thì không đúng đâu. Người bạn của các bạn nhận được 500 và các bạn nhận được 500 thôi. Đây là những cái câu hỏi và những điểm mình đã trả lời được nhé. Toàn 1 điểm, 5 điểm này. Mình hay làm cái khảo sát chủ đề nóng và các cái câu đố này. Ngoài ra là khi các bạn tăng cấp thì còn được cộng thêm phần trăm điểm đây. 1-1 này. Cũng khá là nhiều nha các bạn. 5% nghĩa là 10 rồi. Ở đây còn có số liệu thống kê. Mình làm được 44 khảo sát này. 75 câu đố. Và có tỷ lệ thành công nó ghi bên cạnh này nhá. Theo mình thấy thì con này khá phù hợp cho các bạn nào là học sinh sinh viên muốn kiếm tiền lúc rảnh rỗi nhá. Tuy là không nhiều như mấy con khảo sát của nước ngoài trả tiền bằng PayPal, nhưng mà con này thì cũng chơi lúc rảnh rỗi cũng được, vì làm nó rất là dễ thôi, không bị ao khảo sát đâu. Các bạn cứ đọc kỹ câu hỏi và trả lời là được rồi. Ok, tiếp theo thì tới phần đổi phần quà nhá. Thì các bạn ấn vào mục ngoài cùng ở dưới phần này. Con app Mi Liệu Survey này thì nó chỉ cho các bạn đổi điểm bằng phiếu mua hàng này, thẻ điện thoại này, Momo này, chứ nó không cho các bạn rút tiền mặt nhá. Ở đây thì mình đã đủ điểm rồi. Mình sẽ tiến hành rút thử cho các bạn xem con này nó có bao giờ về và hình thức trả thưởng của nó như thế nào nhá. Các bạn cứ yên tâm là đổi một trong các phần quà này. Các bạn muốn quy ra tiền mặt thì có thể lên nhóm Facebook hoặc là liên hệ với mình sẽ giới thiệu cho các bạn người mua những cái này nhá. Họ sẽ mua thấp hơn tỷ giá như này nhá các bạn, chứ không mua bằng 100% giá gốc đâu. Nên các bạn nếu mà muốn đổi qua tiền mặt thì có thể liên hệ mình hoặc tìm những người uy tín trên Facebook và các bạn bán cho họ. Ở đây thì mình tiến hành rút cái điểm này bằng cái phiếu mua hàng Lazada nhé. Click vào đây nhé các bạn. Ở đây thì nó ghi là phần thưởng sẽ gửi tới bạn sau 10 ngày làm việc qua tin nhắn SMS hoặc là email. Mất 12.000 điểm để đổi lấy cái phiếu Lazada 100.000 này nhé. Mình sẽ ấn quy đổi luôn này. Tiếp theo là các bạn phải nhập số điện thoại nhé. Ở đây thì nó lưu ý cho mình là chỉ cho phép một số điện thoại di động cho mỗi tài khoản nhé. Nên là mỗi số điện thoại di động các bạn chỉ chơi được một nick thôi. Ok, thì mình đã quy đổi thành công rồi. Và nó thông báo là phần thưởng đang trên đường tới với bạn và thực hiện trong vòng 10 ngày. Ok nha các bạn, thì cái con khảo sát Mi Liệu thì mình rút thì nó đã về từ rất là lâu rồi, nhưng mà nó vào cái thư giác này mình không để ý nhá. Mình kéo xuống cho các bạn xem này. Đây nhá. Mình rút thì chắc nó về khoảng sau gần một tuần. Nhưng mà nó vào cái thư giác này mình không để ý. Đây, nó báo là spam đây. Ok, thì hôm nay mình đã nhận được cái thẻ Momo trả trước 100.000. Và mình đã bán lại cho một bạn trên Facebook với 90.000 rồi nhá. Trang Mi Liệu này thì nó trả thưởng rất là uy tín các bạn. Khảo sát thì làm rất là đơn giản thôi. Mình sẽ mở thử ra cho các bạn xem nhá. Các bạn chỉ cần click vào cái open này hoặc là cái đường link này. Để mở ra nó sẽ ra một cái mã thẻ trả trước Momo. Các bạn click vào cái mã đấy và lạp thôi. Ok, thì mình sẽ kết thúc video này đây. Bạn nào muốn chơi app Mi Liệu này thì có thể theo đường link mình để ở dưới phần mô tả và nhập cái mã giới thiệu của mình vào để được điểm nhé.